Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của ZenZ Nutrition, một thương hiệu kinh doanh thực phẩm bổ sung 100% chính hãng và uy tín. Và ZenZ Nutrition đã có hai cửa hàng số 1 của ZenZ Nutrition nằm ở số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, tức là rất là gần với chợ Thủ Đức luôn. Cái ZenZ Nutrition thứ hai là có địa chỉ ở số 71/28/9 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thì nó nằm ngay gần vòng xoay Điện Biên Phủ. Ở cái đầu hẻm đó thì có một cái ngân hàng Á Châu, thì để phục vụ được mọi người ở các cái khu vực lân cận, ví dụ như quận 1, quận 3, Gò Vấp, thì mọi người cũng có thể ghé ZenZ Nutrition ở chi nhánh Bình Thạnh. Thì hôm nay đúng như tiêu đề của video mọi người thấy, Isotop đã chính thức có mặt trở lại 100% chính hãng tại Việt Nam. Và ZenZ Nutrition rất là tự hào vì là một cái đơn vị sở hữu Isojet, xin lỗi, sở hữu Isotop Whey Protein Isolate 100% tinh khiết và 100% chính hãng, với đầy đủ tất cả những giấy tờ minh chứng rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm, chất lượng sản phẩm, để đưa đến cho mọi người những cái sản phẩm chuẩn nhất và tốt nhất để cho cái việc phục hồi và phát triển cơ bắp của mình nó được diễn ra một cách tối ưu. Thì chắc là mọi người cũng còn nhớ những cái video đầu tiên mà Luân cũng là cái người chia sẻ cho mọi người về những cái sản phẩm tại ZenZ Nutrition. Thì hôm nay Isotop này Luân muốn nói một cách ngắn gọn, tại vì cái video này là Luân sẽ khui luôn để Luân review và Luân uống luôn cho mọi người thấy cái gọi là cái trải nghiệm thực tế. Thì đây là một cái sự mong chờ đã rất là lâu rồi. Tại vì tóm tắt một tí xíu về tình hình thế giới thì mọi người biết là chiến sự giữa Nga và Ukraine, và cái thời điểm mà Luân đang quay cái video này thì nó vẫn chưa kết thúc. Thì bây giờ hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2022, thì chiến sự này nó vẫn chưa kết thúc, cho nên nó vẫn gây ra những cái sự khủng hoảng về mặt nguyên liệu. Điều này kết hợp với cái việc mà nước Mỹ là bị dính một cái Covid rất là nặng, và họ đang gặp cái vấn đề khủng hoảng về suy thoái kinh tế, cho nên là cái nguồn nguyên vật liệu giá cả nó leo thang. Thì ZenZ Nutrition hiện tại vẫn rất là may mắn với những cái nỗ lực đàm phán của mình, tại vì muốn phục vụ mọi người tốt nhất với những cái chất lượng không đổi, thậm chí là vẫn cao cấp mà vẫn giữ được cái mức giá chưa có tăng, đó là Isotop. Thì hiện tại Isotop thì số lượng không có nhiều, cho nên là muốn chia sẻ đến mọi người như vậy sau một cái thời gian rất là khát quay. Thì bây giờ Luân sẽ khui một thùng để Luân uống, và Luân trong lúc Luân uống thì Luân sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Thì bây giờ Luân sẽ dẹt hết mấy cái này ra hai bên, rồi Luân sẽ uống một cái hũ nào đó đây. Bây giờ chắc là Luân uống cái hũ này đi. Đây là vị sô-cô-la. Hiện tại thì có vị sô-cô-la nè, có vị sô-cô-la bơ đậu phộng, rồi có vị sô-cô-la bạc hà thì rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì Luân sẽ uống cái vị sô-cô-la bơ đậu phộng các bạn. Đây. Thì bây giờ Luân sẽ uống cái vị sô-cô-la bơ đậu phộng nha, để mà review cho mọi người. Thì thật ra vị sô-cô-la thì hôm sau Luân sẽ review luôn. Tại vì cái này là lô hàng mới 100% chính hãng, cho nên cái đánh rất là xa, nó tới 2025 lận. Cho nên là mọi người xài, mọi người phải kiểm tra kỹ cái này, tại vì ở trên thị trường có rất là nhiều cái đơn vị họ bán hàng không có uy tín, đó là hàng giả, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và Luân không có muốn là những khách hàng của ZenZ Nutrition, nếu như các bạn không biết ZenZ Nutrition thì thôi, nếu các bạn đã vào video này xem rồi thì các bạn đừng để mình là nạn nhân của những cái đó. Tại vì đây là cái gì? Cái vấn đề tiền bạc đó mình có thể mất. Ví dụ như mình bỏ ra một số tiền 10 đồng, mình mất cái số tiền đó, ok, lần sau mình cố gắng mình kiếm lại. Nhưng mà cái sức khỏe của chúng ta, các bạn uống những cái sản phẩm không chính hãng, không chất lượng, không uy tín thì uống vào cơ thể nó sẽ có những cái tác hại mà về lâu dài mình mới nhận ra, thì lúc đó nó sẽ rất là tiếc cho mình. Rồi thì bây giờ Luân sẽ khui luôn cái này. Rất là lâu rồi Luân mới được uống Isotop trở lại thật sự với mọi người luôn á. Là bây giờ Luân khui luôn nha. Đây là một cái hũ mới hoàn toàn nha. Đây cho mọi người xem cận nè. Đây mọi người có thấy cận được cái Isotop mà Luân đang cầm không? Đó. Đó đây nha. Rồi đây là 100% isolate luôn, tức là 100% tinh khiết. Tức là dòng whey, nếu mà nói về cái nào cao cấp nhất á, thì isolate là đang là cái dòng cao cấp nhất. Cao cấp hơn là Hyrolite. Thì ở trong đây cái thành phần chính của nó là whey protein isolate. Đó, trong đây cái thành phần chính của nó là whey protein isolate và 100% isolate luôn. Rồi thì bây giờ đây, ở đây là Luân có một cái bình lắc của ZenZ Nutrition mọi người. Đây cái bình lắc của ZenZ Nutrition đó, mọi người thấy cái bình lắc này không? Thì bây giờ Luân sẽ dùng cái bình lắc này để Luân uống luôn nha mọi người. Ok, rồi bây giờ khui. Thì khi mình mua hàng á, mình biết cái hàng chính hãng là mình phải chọn một cái đơn vị uy tín là một. Đó là ZenZ Nutrition rất là tự hào vì cái điều mà uy tín của mình. Cái thứ hai là mình phải kiểm tra nè. Mọi người thấy ở đây là những cái tem nhãn nè. Những cái tem nhãn này là tem nhãn chứng minh là hàng chính hãng mọi người. Thì bây giờ Luân sẽ cho mọi người xem cận cái tem nhãn nha. Đó, cái tem nhãn này là phải chứng minh là chính hãng, đó là cái thứ nhất, cái tem nhãn đầu tiên nha. Cái thứ hai là mình phải mua đúng một cái đơn vị là ZenZ Nutrition rồi á. Thì ở đây có một cái hũ nào có dán tem không? Đây, thì hàng của ZenZ Nutrition thì đều là dán tem của ZenZ Nutrition hết mọi người, thấy không? Đây là sẽ cho mọi người xem cận. Thì tất cả đều là có dán tem của ZenZ Nutrition, cho nên là mình chọn phải chuẩn.
tại vì luôn muốn bảo vệ cái quyền lợi của mọi người, chứ không phải là mình chỉ chuyện mình bán buôn xong mình bye bye thì nó không phải là cái triết lý mà Gen Z chọn. Thì bây giờ luôn sẽ khui, thì sao hôm nay là luôn mới tập đùi mọi người, đây còn rất là nguyên vẹn ha, mới tập đùi thì bây giờ luôn sẽ khui. Đây bây giờ luôn sẽ cho mọi người xem cái hũ tối mà luôn khui là bột bên trong như thế nào. Đó, mọi người có thấy được cái bột bên trong không ạ? Đó. Đó. Đó, đây, bột bên trong nha, rất là sánh mịn tại vì nó là isolate mà. Thì ở trong đây á, nhiều khách hàng của luôn thì có thể là mới dùng chúng ta chưa biết, thì như thế này nè. Trong đây nó sẽ luôn có một cái muỗng sẵn. Thì ví dụ như cái muỗng này nó trồi lên rồi thì rất là dễ tìm mọi người. Đây. Cái muỗng nè. Cái muỗng này rất là, ví dụ như nó trồi lên gì thì rất là dễ tìm. Đó, nhưng mà ví dụ như mà nó lặn ở dưới á, thì mình lấy cái tay của mình, cái ngón tay mình nó khô thì đừng để nước lọc vô đây nó hư nha. Hoặc là một chiếc đũa mình khuấy khuấy lên là mình có thể lấy được cái muỗng ra rồi. Đó, thì bây giờ Luân sẽ uống. Tại vì Luân cũng là một người khá là nặng ký á. Luân tập cũng rất là lâu rồi và Luân cũng đã dùng những cái này rất là nhiều rồi. Nên là Luân sẽ uống liều hơi nhiều một chút nha. Luân sẽ uống 2 muỗng. Thưởng thức vị whey mới luôn. Rất là sánh mịn luôn mọi người. Đó. Thì hôm nay là mới là một ngày tập chân của Luân. Đó, rất là đuối. Thì bây giờ Luân sẽ uống cái bình whey này. Ở trong đây á thì bây giờ Luân là như cá nhân của Luân là Luân pha 500ml nước cho 2 muỗng đó là Luân. Không, tức là mọi người tùy cái liều lượng mà mình thích cái vị đậm nhạt hay như thế nào đó thì mình sẽ điều chỉnh cái lượng nước, nhưng mà khuyến cáo là mọi người nên pha một muỗng với khoảng 400ml nước là ổn nhất. Rồi, thì ở trong đây nó sẽ có một cái lò xo. Cái lò xo này nó giúp cho mình tan bột tốt hơn. Đấy, rồi mình sẽ bỏ bột vô, chuyên chỉ cho mọi người lắc luôn nè, mọi người lắc nè. Lắc cái gì nè? Đó, mình phải chóc nó xuống mình lắc. Mình phải chóc nó xuống lắc. Mọi người thấy không? Mình phải lắc như vậy nó mới tan tốt được. Chứ nếu mà mình lắc nhẹ quá thì nó đang không có tốt thì nó sẽ những cái cận cợn mình uống sẽ rất là khó chịu mọi người, và mình cũng sẽ không thưởng thức được hết cái vị của nó. Đây, một bình hai stop, 2 muỗng, một muỗng là 25g protein. Và bây giờ Luân đang có 50g protein siêu tinh khiết. Thì Luân sẽ uống để Luân cho mọi người cảm nhận nha. Bình của mình rất là xịn, rất là chắc để không có bị tình trạng rỉ nước ở ngoài. Rồi, uống thôi. Rất là thơm mọi người, đây là vị sô cô la bơ đậu phộng nha. Oh my god. Cực kỳ thơm ngon. Nói là Luân nói thật sự luôn. Nói chung là tiền nào của nấy mọi người, thật sự. Cái mọi người bỏ một số tiền cũng không phải là nhỏ ra để chọn ngũ quay isolate uy tín chính hãng tại Gen Z. Thì cái chất lượng mọi người nhận được nó phải rất là tương xứng. Nó tương xứng ở đây về ba khía cạnh. Cái thứ nhất là cái hàng nó chính hãng thì nó đạt cái chuẩn đúng như những gì mà nhà cung cấp họ muốn sản xuất một cái sản phẩm tốt ra. Cái thứ hai là cái mùi vị của nó thơm ngon, dễ uống, để mình không có bị uống không bị ngán, uống không bị chán. Và cái thứ ba là cái hiệu quả mà nó mang lại cho mình, đó là phát triển và phục hồi cơ bắp. Và cái này nó hỗ trợ giảm mỡ. Tại sao là như vậy? Tại vì cái calo nó thấp, thì khi đó khi chúng ta khống chế được cái lượng calo thì nó sẽ hỗ trợ giảm mỡ. Và cái hàm lượng protein trong đây là 25g protein, một cái hàm lượng rất là cao. Trên một cái muỗng thì các bạn hình dung nè, cái muỗng này chỉ có 32g bột thôi nhưng tới chiếm tới 25g protein, tức là tỷ trọng protein rất cao. Đó, cho nên là nó sẽ giảm được rất là nhiều những cái vấn đề về tạp chất. Đó, thì mình phải lưu ý chỗ này nữa. Và hoàn toàn là không có những cái tình trạng ví dụ như là fake, tức là người ta quảng cáo nhiều hơn nhưng thực tế nó không phải như vậy. Rồi, cái nguồn sữa làm ra cái protein này cũng thật sự là thượng hạng và cao cấp, từ những con bò chất lượng được nuôi trong một cái môi trường có nhân đạo và đảm bảo được cái dòng sữa của nó không có bị biến đổi gen. Đó, cho nên là khi mình uống vô cơ thể đó thì nó mới phục hồi phát triển cơ tốt được. Thì nếu như bạn đang có nhu cầu phát triển cơ, săn chắc cơ, tập luyện thể dục thể thao để muốn gọi là nâng cao cái hiệu quả tập luyện của mình, hoặc là những người đang ốm bệnh, hay là những người mà ốm này tức là bị bệnh đó nha, chứ không phải là ốm yếu. Đó, những người mà ăn uống không có đầy đủ thì mình có thể dùng whey protein để bổ sung chất cho mình. Thì hiện tại là nutrition đang có 3 vị. Đó là vị Luân đang uống là vị sô cô la bơ đậu phộng, vị peanut butter. Đó, vị thứ hai là vị sô cô la và vị thứ ba là vị sô cô la bạc hà. Thì sô cô la bạc hà còn rất là ít. Cho nên là tùy vào khẩu vị mỗi người thì mọi người hãy chọn cho mình một cái vị mà mình ưng. Một hũ như vậy là 71 liều dùng. 71 liều dùng, và khi mua tại Gen Z Nutrition thì 100% chính hãng và uy tín. Mọi người sẽ được tư vấn và hỗ trợ chọn đời khi mà mình sử dụng tại Gen Z Nutrition. Hãy đầu tư cho mình những sản phẩm chất lượng chính hãng và chọn một cái nơi uy tín để gửi gắm lòng tin của mình. Nếu không, chúng ta rất là dễ bị là nạn nhân của những cái hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng nhái, và từ đó gây hại cho chính sức khỏe của mình, và nó sẽ gọi là tiền mất tật mang. Sức khỏe của bạn là vô giá, hãy đầu tư cho nó và chọn một nơi thực sự uy tín. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và
Đơn sẽ uống thêm một ngụm nữa nha. Vị này rất là ngon, rất là thơm. Và nếu như mọi người muốn sở hữu Isotope 100% chính hãng thì mọi người hãy liên hệ với Zenzet Nutrition thông qua hai cửa hàng. Tôi nhắc lại, ở Thủ Đức là 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Còn ở Bình Thạnh là 71/28/9, phường 15, quận Bình Thạnh. Nó rất là gần Đại học Hồng Bàng. Để mà có thể mình tới cửa hàng 71/28/9 nha, phường 15, quận Bình Thạnh. Đó. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu như mình có bất kỳ thắc mắc nào thì mọi người hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc mọi người có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage Facebook của Zenzet Nutrition. Ngoài ra, để tìm hiểu kỹ hơn về thông tin sản phẩm, mọi người cũng có thể xem trên website zenzetnutrition.vn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.